Chào quay trở lại với kênh 1955. Trong video này mình sẽ chia sẻ với em cách để chúng ta có thể ẩn trang cá nhân Facebook của anh em biến mất tiêu luôn ha. Thì có một em kêu mình làm về cái phần là ẩn trang cá nhân không cho mọi người tìm thấy á. Ví dụ như anh em mà muốn như giống như là ninja đấy không, biến mất tiêu trong Facebook một thời gian á, trên Facebook một thời gian thì anh em có thể sử dụng cách này ha. Chúng ta không cần xóa tài khoản Facebook mình làm gì, mình chỉ cần ẩn thân chi thuật bằng cách này ha. Rồi ok. Anh em á sẽ vào cửa hàng Google Play này nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nha. Anh em bấm từ khóa là Facebook nha. Đây anh em tìm từ khóa Facebook để chúng ta cập nhật Facebook lên phiên bản mới nhất đi nè. Đó. Rồi ok, những tính năng nào nó cập nhật thì nó sẽ cập nhật cho anh em. Đó anh em nên cập nhật cái ứng dụng Facebook của ta lên. Rồi ok. Để nhiều anh em video lần trước á, anh em hỏi sao mà cái Facebook của anh không giống như của em vậy đó, rồi không có tính năng này kia. Thì do anh em không có cập nhật cái Facebook lên phiên bản mới thì nó không có đồng bộ nhau á. Rồi sau khi mà tải cái ứng dụng cập nhật Facebook này xong á thì chúng ta mở lên nè. Rồi ok, đó. Sau khi cập nhật xong á thì chúng ta sẽ bấm vào phần là ba gạch ở bên góc phải nha. Đây. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ ẩn cái Facebook của ta ha. Chúng ta sẽ bấm kéo xuống nè. Em tìm cái từ khóa là cài đặt vào quyền riêng tư nha nè. Đây. Chúng ta sẽ bấm vào phần là cài đặt vào quyền riêng tư nè. Rồi anh em sẽ thấy được cái phần là cài đặt nha. Đây, chữ cài đặt nè. Ta bấm vào. Rồi. Ở đây thì anh em sẽ bấm vào cái phần là anh em chú ý cho mình cái mục là tài khoản nè. Ở đây nó sẽ có 3 dòng. Ở đây chúng ta sẽ chú ý cho mình là thông tin cá nhân và tài khoản. Anh em bấm vào cái dòng đầu tiên nha, thông tin cá nhân và tài khoản nè. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm cái dòng cuối cùng nha, quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản. Đây, anh em chú ý cho mình cái dòng cuối cùng là quyền kiểm soát và sở hữu tài khoản nha. Đây quản lý dữ liệu và sửa đổi tên, liên hệ thừa kế gì đó. Ok. Ta sẽ bấm vào đây. Rồi. Rồi ok, anh em sẽ nó sẽ nghe chúng ta hai cái phần như là cài đặt tưởng nhớ này á, thì thôi bỏ qua đi anh. Rồi cái này đừng nhớ nó khỏi đâu. Ok, anh em sẽ thấy là cái phần là vô hiệu hóa và xóa. Anh em thấy không, trong cái mục này nó sẽ có hai phần là vô hiệu hóa và xóa. Thì để muốn ẩn thân chi thuật thì chúng ta sẽ bấm một phần là vô hiệu hóa tài khoản nha. Đây nó nói rất là rõ ngay, nếu bạn muốn tạm ngừng sử dụng Facebook nè, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình, và còn nếu mà muốn xóa vĩnh viễn thì chọn xóa, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Ở đây nó sẽ có hai phần anh em cần chú ý gõ ha. Phần đầu tiên là sẽ vô hiệu hóa tài khoản, thì vô hiệu hóa nó là không có xóa tài khoản này. Đây, tài khoản của bạn chỉ bị vô hiệu hóa tạm thời thôi, hệ thống sẽ vô hiệu hóa tài khoản và cũng như là gỡ tên và ảnh của bạn khỏi hầu hết những gì bạn chia sẻ trên Facebook đó. Nói chung là anh em biến mất tiêu á. Bạn có thể tiếp tục dùng Messenger thì anh em vẫn dùng được bình thường, còn cái tài khoản thì người ta sẽ tìm anh em không thấy nữa ha. Em sẽ ẩn cái nick của anh em mất tiêu rồi đó, người ta sẽ tìm cái tài khoản Facebook của anh em không thấy nữa nha. Còn phần dưới này là xóa tài khoản. Okay. Anh em mà muốn xóa tài khoản thì chúng ta chọn vào cái phần này là Facebook sẽ xóa tài khoản của anh em vĩnh viễn, và trong thời hạn 1 tháng thì anh em đăng nhập lại, trong thời hạn là 30 ngày thì anh em đăng nhập lại thì nó sẽ khôi phục lại cho anh em thôi. Còn anh em mà để mà quên đăng nhập trong vòng phút 30 ngày mà, thì nó sẽ xóa luôn vĩnh viễn tài khoản nha. Còn anh em sẽ bấm bộ này vô hiệu hóa tài khoản đi. Rồi anh em sẽ bấm bộ tiếp tục vô hiệu hóa. Rồi vô hiệu hóa tài khoản nè. Đây nó sẽ gỡ tên ảnh của bạn ra hầu hết nội dung mà bạn đã chia sẻ trên Facebook đó. Một số thông tin có thể vẫn hiển thị với người khác như tên của bạn trong danh sách bạn bè của họ và tin nhắn bạn gửi đó. Rồi anh sẽ chọn như cái mục đầu tiên là đây là hành động tạm thời, tôi sẽ quay lại. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần tiếp tục dưới này nha. Rồi anh thấy là tạm thời nè, chúng tôi rất tiếc thì mọi người đi nè, nếu bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản để tạm dừng sử dụng á, chúng tôi sẽ chẳng trợ giúp gì đó. Ok, đây nó có thêm phần là bạn có muốn đăng xuất không. Nếu muốn tạm dừng tài khoản thì đăng xuất đi, hay không mình sẽ vô hiệu hóa luôn nè. Bạn nên đăng xuất chứ không vô hiệu hóa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ anh em sẽ chú ý cho mình cái phần là cuối cùng đây nè, kích hoạt lại tài khoản của bạn đó, nó vừa hiệu hóa thôi chứ nó không có xóa tài khoản anh em nha. Nếu bạn định quay lại Facebook này, hãy đảm bảo rằng mình vẫn truy cập được vào địa chỉ email hoặc là số điện thoại dùng để đăng nhập. Ý nó nói á là khi mà anh em vừa hiệu hóa tài khoản xong á, mà anh em muốn quay lại á, mà cái số điện thoại hoặc cái email anh em còn truy cập được á thì anh em sẽ vào được thôi. Và ngoài ra chúng tôi cũng có thể tự động kích hoạt lại tài khoản cho bạn, như vậy thì trang cá nhân của bạn sẽ hoạt động trở lại bình thường. Cái này nó có hai phần nha. Phần đầu tiên á
là anh em đăng nhập email hoặc số điện thoại, anh em vào lúc nào cũng được, thì lúc đó anh em sẽ khôi phục lại liền. Còn hai là anh em sẽ chọn ngày để cái nick của anh em hiển thị lại. Đây, tự động kích hoạt, thì như chọn bấm vào đây nó sẽ có 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày vậy đó, hoặc là không tự động kích hoạt. Chỗ mà không tự động kích hoạt lại này nè, là anh em đăng nhập lúc nào thì nó sẽ khôi phục lại lúc đó, còn anh em không đăng nhập thì nó không khôi phục. Còn anh em muốn xuất hiện lại sau 3 ngày thì ta bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cái nick của anh em là 3 ngày sau thì nó có lại nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục. Rồi trước khi bạn vô hiệu hóa thì chúng tôi mong kiểm soát nhiều hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua đây. Tài khoản Messenger của bạn vẫn hoạt động bình thường nè, trừ khi bạn vô hiệu hóa tài khoản từ ứng dụng Messenger. Ok, anh em nào muốn sử dụng, muốn vô hiệu hóa Messenger thì mình sẽ chia sẻ luôn. Rồi ok, hai anh em sẽ bấm vào hoặc là không nhận thông báo từ Facebook trong tương lai, bấm vào đây. Rồi chúng ta sẽ bấm vô hiệu hóa tài khoản của cùng. Rồi nó sẽ dẫn ra đây. Đây, như vậy là xong rồi đó nè. Đây, vô hiệu hóa thành công tài khoản này nè. Rồi ok, bây giờ cũng thoát ra. Anh em muốn đăng nhập lại thì được thôi, nhập email số điện thoại vô mật khẩu vô là chúng ta đăng nhập lại cái nick của này mà là vô bình thường. Rồi ok, bây giờ muốn vô hiệu hóa Messenger nè, thì ta bấm vào ứng dụng Messenger ha. Thì em vẫn thấy là Messenger sử dụng được bình thường nha, không gì hết. Rồi ok, chúng ta bấm vào ba gạch ở đây nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm một phần là bánh răng cài đặt nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm tìm cho mình cái phần trong đây ha. Ok nè, tới với cái bước hồi nãy là vô hiệu hóa cái tài khoản Facebook anh em đó. Thì khi mà anh em bấm ở Facebook á, thì nó sẽ có một cái tao sáng nhất như thế này, là chúng ta đã vô hiệu hóa thành công cái tài khoản Facebook rồi. Còn lại thì chúng ta chỉ cần bấm đăng nhập là xong. Còn ok, bây giờ muốn vô hiệu hóa cái Messenger á, chúng ta sẽ bấm mở ứng dụng Messenger nè. Ta bấm vào mọi người ứng dụng Messenger ha. Còn anh em sẽ chú ý cho mình bên góc phải nè, ở bên góc trái chúng ta thấy ba chấm nè, cái dòng ba gạch này chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi anh sẽ chú ý cho mình cái phần là bánh răng nha. Rồi với những cái tài khoản mà nó hiện ra như thế này nè, một số cài đặt tài khoản sắp chuyển đi á, anh em thấy cái phần này á, thì nếu mà anh em nào có cái phần trung tâm tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào một trung tâm tài khoản nha. Còn đối với cái hiện tại á, mình thấy là chưa có cái phần là trung tâm tài khoản đó. Rồi ok, ví dụ như máy anh em bấm vào, nếu không có trung tâm tài khoản thì anh em có thể bấm vào phần pháp lý và chính sách như thế này nè, thì nó sẽ có, nếu mà anh em nào mà sử dụng Android hoặc iPhone á, thì nó sẽ có cái phần là vô hiệu hóa Messenger ở đây, thì chúng ta bấm vào. Còn máy mình bấm vào không có cái dòng đó, hình như là nó thay đổi, nó cập nhật lại rồi. Và để một thời gian nữa thì nó sẽ có cái mục quay lại, mục là trung tâm tài khoản, nó sẽ sớm trở lại đó, thì anh em sẽ bấm vào phần đó. Rồi ok, ví dụ như không có thì làm sao, ví dụ như sau này mà anh em lỡ xem video này mà không thấy thì chúng ta sẽ bấm vào phần trợ giúp nè. Mình sẽ cho anh em xem cách để chúng ta có thể vô hiệu hóa Messenger nè. Anh em bấm tìm kiếm nè, mình sẽ bấm từ khóa là vô hiệu hóa Messenger để sau này á. Đây, bấm vào một là vô hiệu hóa Messenger đây. Thì thấy là nó sẽ hướng dẫn cho anh em cách là vô hiệu hóa Messenger nè. Ở đây sẽ vô hiệu hóa tài khoản Facebook rồi á, thì anh sẽ muốn vô hiệu hóa Messenger thì anh em sẽ mở ứng dụng Messenger lên, nhấn vào ba gạch nè, rồi nhấn vào cài đặt hồi nãy đó, rồi nhấn vào trung tâm tài khoản. Cái chữ trung tâm tài khoản này nó sẽ cập nhật sau cho anh em ha. Rồi nhấn vào thông tin cá nhân nè, rồi bấm vào quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản nè, nhấn vào vô hiệu hóa và xóa, là chuyển sang phần vô hiệu hóa và xóa tài khoản Facebook và tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản đó, rồi nhập mật khẩu là tiếp tục thì nó sẽ vô hiệu hóa Messenger thôi. Đây, con này nó đang cập nhật lại nha. Để kích hoạt lại Messenger thì hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn trong Messenger là vô được thôi. Đó, thì nói là trung tâm tài khoản là thông tin cá nhân á, thì anh em sẽ cứ bấm gì nè. Đây, đó, ứng dụng Messenger phải không? Thì chúng ta sẽ bấm vào ba gạch nè, bấm một cài đặt nè, đây cài đặt nè. Rồi, anh em tìm cái dòng là trung tâm tài khoản, rồi đó, tìm cái dòng trung tâm tài khoản hiện tại thì nó không có đây rồi. Rồi anh em sẽ bấm một phần là thông tin tài khoản rồi vô hiệu hóa đó. Làm y chang vừa được nha. Rồi, và anh em mà muốn đăng nhập lại tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm đăng nhập. Rồi nó sẽ gửi cho cái mã qua số điện thoại chúng ta nhập vô, chúng ta đăng nhập lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập lại. Đây, mình sẽ nhập cái mã này vào. Rồi mình tiếp tục. Ok, đó, mình vẫn vô lại Facebook bình thường nha. Đó, rồi đây như vậy là mình đã vào lại Facebook của mình bình thường đó. Anh em thấy không, vô hiệu hóa rồi mở lại rất bình thường thôi.
đâu có gì đâu mà nguy hiểm. Mama. Cảm ơn, thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký nha. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video sau.